Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một khóa học, đó là 4 bước làm chủ tiền bạc. Thì khóa học này đã có 635 thành viên đã đăng ký trong khóa học này. Thì giới thiệu khóa học, cuộc sống giống như là một trò chơi tiền bạc và người tham gia vào trò chơi này để thắng, và cũng có nhiều người chơi chỉ để không bị thua. Nếu bạn là một trong số ít người chơi để thắng thì khóa học này sẽ mang đến cho bạn những công thức bí mật tạo ra những lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Bạn sẽ phát hiện ra rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành người chiến thắng trong trò chơi tiền bạc. Để xuất sắc trong công việc, tận hưởng những mối quan hệ tốt đẹp, dư giả về tài chính và hạnh phúc dài lâu, chỉ cần bạn tìm hiểu và áp dụng những bí quyết của những người thành công tốt bậc nhất mà tôi đã hệ thống trong khóa học. Khóa học làm chủ tiền bạc là một câu chuyện mà tôi muốn kể cho bạn, trong đó chứa đựng những bí quyết của những người thành công mà tôi đúc rút ra làm việc với ngân hàng, chủ cửa hàng vàng và hàng ngàn khách hàng khác nhau. Thì lợi ích khóa học giúp cho học viên có tư duy đúng đắn về tiền bạc, về kiếm tiền, giữ tiền và nhận tiền, loại bỏ các niềm tiêu cực về tiền bạc, không những quản lý làm chủ được tiền bạc của mình, những công thức đầu tư xây dựng các nguồn thu nhập thụ động bền vững, đối tượng đào tạo các bạn đang khởi nghiệp kinh doanh, tiêu chí thông minh hơn, nhà đầu tư quản lý tốt tiền bạc của mình, đối tượng từ 25 đến 35 tuổi, yêu thích kinh doanh đầu tư, bất cứ ai cũng muốn làm chủ tiền bạc của mình. Thì đến với khóa học hôm nay, mình xin giới thiệu một video 4 bước làm chủ tiền bạc của giảng viên Thành Đô, chuyên gia tài chính đầu tư. Mời các bạn theo dõi. Xin chào các bạn, tôi là Thành Đô, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. 95% vấn đề trong cuộc sống đều liên quan đến tiền bạc. Hầu hết mọi người vật lộn với cuộc sống và không có sự tự do, giàu có và hạnh phúc là bởi vì họ không làm chủ tiền với việc vất vả nhưng không thấy tiền vào của mình đâu, và họ cũng đánh mất những số tiền mà mình chắt chiu được chỉ vì thiếu hiểu biết về tài chính. Với kinh nghiệm nhiều năm, ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho bạn khóa học 4 bước để làm chủ tiền bạc của mình. Trong khóa học này, tôi sẽ giúp cho bạn. Thứ nhất, bạn sẽ có tư duy đúng đắn về tiền bạc của mình. Thứ hai, bạn sẽ biết nguyên lý về tiền bạc để có thể gia tăng thêm nguồn thu nhập của mình một cách nhanh chóng. Thứ ba, bạn sẽ quản lý số tiền của mình một cách dễ dàng, từ số tiền nhỏ cho đến số tiền lớn. Thứ tư là bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư để có thể gia tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Và hơn thế nữa, tôi sẽ cung cấp cho bạn 4 bước để bạn có thể làm chủ tiền bạc của mình một cách dễ dàng. Và ngay bây giờ, hãy đăng ký ngay khóa học để chúng ta cùng sở hữu những bí quyết để có thể làm chủ tiền bạc của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một đoạn video 4 bước làm chủ tiền bạc do giảng viên Thành Đô, chuyên gia tài chính đầu tư giới thiệu. Thì đến với khóa học này, các bạn sẽ giảm giá được 40%, chỉ còn lại là 599.000, nếu như các bạn đăng ký ở phía dưới đường link ở video này. Và khóa học này có tổng trị giá là 1.000.000 đồng, và các bạn đăng ký theo đường link đó thì các bạn sẽ được giảm giá. Thì video hôm nay mình chia sẻ đến đây là hết. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy đăng ký và hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Và hãy đón nhận video mới của mình về những khóa học mới. Thân ái chào các bạn.